nhà đây ạ. Ờ, chơi con bố mà đã nhắc chim xíu đấy nhỉ. Đưa con đây là chung kết là giải phong rồi. Chơi xong rồi đó. Người đi nhà đâu rồi? Em ở nhà. Ở sau bên trong nhà. Đi đi bên trong không có chim à? Cô đang bỏ. Một thằng sọc. 16 này. Wow. Mời tất cả các anh em nghệ nhân, các anh em trọng tài, giám sát, chúng ta cùng nán lại một chút với câu bộ chim Mạnh Khuyên tuổi trẻ thành phố Thanh Hóa để chúng ta dùng cơm. Không có à? Có đây phải có không? Có à? Có đây đây à? 30 mỏ đây. Rồi. 88 của ai ạ? Mời anh ra nhận chim ạ. Liên hoan đi thôi. Thôi, em xem đi. Cái gì nhỉ? Trường á. Trường á. 86 cùng hôn à? Em loan cho anh em vào trong đây đi. Mời tất cả các anh em nghệ nhân, các anh em trọng tài, giám sát, mời các anh vào trong hội trường để chúng ta chuẩn bị dùng cơm với câu lạc bộ chim Mạnh Khuyên tuổi trẻ thành phố Thanh Hóa. Tất cả những anh em nghệ nhân nào chúng ta không có nhiệm vụ ở bàn ban tổ chức thì mời tất cả các anh em chúng ta lùi lại một chút để cho các anh làm việc. Mời tất cả các anh. Anh đi ra bên kia luôn. 91 là mấy đây? này có một quyền bán luôn 8 triệu đấy ở đây này. Hỏi sao? Hỏi sao nào? Đi à? Hay lắm, cứ giải nữa mình cứ lên rồi. 16 57. 2 con 50. 2874. 2 con 50. 2 con 50 phải đấu đấu lại này, đấu mới này. 2 con kích kinh. 2 con kích luôn anh. Chờ có một con kích thôi. Bốc cầm cho nhanh. Em loa loa đi. Em gọi một thằng 191 188. Mời chủ chim số báo danh số 91 và số 88. Mời các anh lại bàn ban tổ chức để chúng ta tổ chức bốc thăm ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.